Nghệ sĩ ảo xuất hiện tại làng giải trí Hàn. Theo báo Thanh Niên, việc các nhân vật AI, trí tuệ nhân tạo gia nhập giới giải trí Hàn Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại xứ Củ Sâm, đây được xem là một bước tiến mới, đồng thời cũng trở thành thách thức đối với ngành công nghiệp âm nhạc nói riêng và giải trí nói chung. Bằng ngoại hình thu hút, sau khi tạo dựng được tên tuổi và phát triển mạnh mẽ tại lĩnh vực quảng cáo, những nhân vật ảo này bắt đầu nghiêm túc bước chân vào làng giải trí dưới sự hỗ trợ của các công ty chủ quản lớn. Hôm 15 tháng 2, Joji Inluen, người có sức ảnh hưởng ảo đầu tiên của Hàn Quốc đã xác nhận sẽ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Đặc biệt, thần tượng AI này từng được công chúng biết đến nhờ các thương vụ quảng cáo trên truyền hình vào năm 2021. Diện mạo xinh đẹp của Joji được Sizu Studio X tạo ra thông qua thị hiếu của những người thuộc thế hệ trẻ. Cô có nhiều sở thích khác nhau từ du lịch, trượt tuyết, làm người mẫu. Tương tự như Inluen thực tế ảo người Mỹ Liu Miquela, Joji hứa hẹn sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình và mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!